Chào cô chú anh chị nha, em có một cái đèn. Đèn này đèn tích điện to lắm, to chà bá. Cho cô chú anh chị nào đi đi vườn đồ này kia đồ ngon lắm á. Cái đèn to chà bá này, nên hàng này nó mới full hộp chưa dùng nha cô chú anh chị. Full hộp này là em đi về mấy tấn đồ điện á, nhiều món cũng hấp dẫn lắm. Này nó có quyển sách hướng dẫn, cái này nó xài hàng nội địa nên là nó quyển sách hướng dẫn, nó không có tiếng nước ngoài nha cô chú anh chị. Nếu mà nó xuất ra thị trường nước ngoài rồi á, ngoài nước nó thì nó sẽ làm thêm tiếng, còn này nó toàn tiếng Nhật không, đọc chả hiểu cái gì hết, chỉ nhìn hình thôi. Về chắc học thêm khó tiếng Nhật. Sạc cái đèn này nặng chắc tầm 4,5 kg 5 kg đi cô chú anh chị. Rất là ngầu nha cô chú anh chị, hàng mới nha. Đây này, cái này là cái công tắc niêm phong nha, nó chạy nó chưa sử dụng ấy, lúc sản xuất ra nó có cái tem niêm phong. Cái màu nó màu bạc nhìn rất đẹp, kiểu như màu màu nó màu khá là sáng. Đây là sạc này, lỗ sạc này, còn mấy cái đây hình như là để nó tích điện xong rồi mình cần dùng ấy thì mình gắn vào đây sạc pin đồ hay gì đó của chúng chị. Nó có output, nghĩa là nó đi ra là có lỗ 3V, 6V và 9V. Này là cái nút này là để chỉnh tăng giảm độ sáng này. Con này chả hiểu dimmer là cái gì. Về sạch dịch sang tiếng Việt nha của chúng chị. Này, nó sẽ có mấy cái chế độ sử dụng này. Output là đi ra là mình phải bật công tắc. Còn đây là hình như là tăng độ sáng nha, headlight là tăng độ sáng đó sao. Còn đi ra mà đi ra 12V là bật đi ra 12V, năng cái nào ta? Ê. Đi ra 12V nó nằm ở sao ta? Đây đây. 12V. Output 7A, mắc nó là 73. Ôi chú. Sao nó to vậy? Chả hiểu. Quỷ này em không hiểu. Điện đài, điện đóm em ít hiểu luôn cô chú anh chị. Đèn phụ này, đèn phụ bên hông này, đèn sau mông nữa này, sau đít nữa này, các cái đồng hồ nữa nè. Đồng hồ này bật lên là để hẹn giờ hay sao á. Này là gì đây? Hai lỗ này để làm gì? Hai lỗ này hình như là để coi quyển sách hướng dẫn đâu ta. Sách hướng dẫn đâu hay? Mất đâu rồi? Ở đây, 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 đây. Đây. Này, cái này sạc pin là ở đằng trước nè. Còn cái này là để cắm jack ô tô sao? Cắm vào cái jack ô tô sao? Đi ô tô muốn sạc dùng cái jack này để sạc cũng được hay sao? Cũng chưa hiểu lắm. Không, em bó tay. Chắc là nhờ mấy người học tiếng Nhật cái dịch. Một bên là đèn đỏ này, một bên là đèn vàng này. Đúng không ta? Đúng rồi. Tọ cái bóng đèn nó to chắc 15 phân đó, cô chú anh chị. Chiều rộng đó, chắc 15 phân đó. À, cái này chắc rọi đi tận Campuchia. Cái này rọi chắc đi sang tận Campuchia còn thấy quá. Nó nặng 4,5 kg của chú chị. Cái này là
Nó dùng vừa làm đèn này, vừa có thể để mình đi mình sạc điện thoại đồ hay sao. Này rất là đa năng. Hàng chuẩn của Nhật này. Đây cục sạc của nó này, của chị. Nó có chỉ có nhiêu đó thôi nha, cái thùng nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cái này thì rất là hiếm có nha cô chú anh chị, kiểu như ít có về Việt Nam á, nên là ai cần cái loại này để đi vườn rồi thì tuyệt vời, hoặc là đi soi ớt. Nặng ký tầm 4,5 kg 5 kg nha, nãy em nói trước nó không như cái đèn pin thường của mình đâu. Này có thể đi mình sạc đầy nó rồi mình đi kiểu như mình đi rừng nữa, mình có thể sạc pin được hay sao. Ai cần thì liên hệ nha, hàng là chưa dùng nha, hàng chưa dùng và em còn chưa có test luôn nha, nó full hộp.